mày này hết tôi đấy đây nó chịu khó đấy. Quay ở đây đấy. Sốt. Ôi. Sốt lại không? Hay ốm nha. Nơi này. Ốm nơi này chứ ốm. Ừ. Ô, mời sốt lại đấy. Ừ. Kinh tế thì khổ không? Mà này nó không kinh đâu. Kinh tế thì khổ. Ừ. Một tứ nè, một tứ đi. Thôi à, cá về sao bác sĩ bác khám ở. Mời sốt lại đây này. Về mép gì nè, cá về sao bác sĩ bác khám ở. Sốt lại đấy. Bò một mùm này. Mép vào như vậy nè. Cá về sao bác sĩ bác khám ở nè. Đấy, cả bác sĩ mà khám không ơi. Cái mà anh cần mà nữ vậy lái à, sốt. Sốt này cần phòng. Phòng bức kinh này khổ thấy nha. Này nó bức kinh. Bên phải hứng nha. Món đó này. Này chứ bên này. Cái hứng của anh cần cho anh bán nữa. Mã cho lại đủ. Sốt cao quá. 39 độ. Sốt quá cao. Nó tàng ngay nữa. Vé lặng mà. Không để mà. Vậy đấy. Liếm phổi giá cả. Thế nó ra ở kín. Sốt cao quá. Cho mày thật chỉ đỡ cá chết rồi phải xá nữa. Mà khám mà tôi nó cá bên á. Sốt phà á. Đang sốt với chùm phà lại đâu. Bữa nung lại thử khóa đâu.
bữa lò hổm ăn thừa lá đang sốt thò đó kéo nung ngọn rồi. Này là miếng rán hạ sốt. Rán này. Nó rán này. Hắn phải thử lại lên cá nè. Ra này ra hạ sốt. Tướng chậu pét chứ, kinh khổ xong nhớ lại kinh thong viên. Nó ra này ra viêm. Chim phổi. Chim khổ xong ra kinh. Dạ vậy nè. Chim khổ xong ra chứ kinh nè. Cô ăn chim khổ đó. Thí vô là kinh nè. Chim khổ xong ra kinh nè. Cho mãi bác sĩ nè. Cho mãi bác sĩ nè. Không có chỗ. Chuyện này kia không? Hạ xiên. Không, hộp chưa? Có lốc nè. Cảm ơn đó. Cháu sữa ô cháu mở về đời gì đó. Em đồng đó. Tướng cái gì sữa. Cháo ra bài sữa bài cháo vậy đó thì thôi chan chan thì nó hết mà kín nữa. Cho bái đó. Khổ nữa, xong rồi mình hai mươi món này hoặc cá nữa, cá về nữa. Mình cho bái đó.